Xin chào các bạn. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách làm một người mẫu da đen. Vậy đầu tiên mình phải có một tấm stock da đen, và sau đó chúng ta sẽ bỏ vào Photoshop, chúng ta nhân đôi nó lên bằng cách là Ctrl G, và sau đó chúng ta chuyển qua trắng đen. Chúng ta vào iMac Adjustment, chúng ta vào Detour, viết tắt là Shift Ctrl U, click vào, mình sẽ chuyển qua trắng đen. Sau đó overlay chúng ta chọn là multi-light. Tiếp tục chúng ta sẽ làm cho nó sáng tối thì iMac chích mạnh, chúng ta vào shadow và highlight. Chúng ta có thể tăng lên tối xuống bằng cái thanh công cụ kéo này, tùy theo các bạn nha. Các bạn muốn đen hoặc là đen dừa thì các bạn kéo. Sau đó chúng ta sẽ tạo một cái mask cho nó bằng cách nhấn on và click vào cái biểu tượng này. Chúng ta sẽ đảo dục chọn bằng Ctrl I. Sau đó chúng ta dùng brush. Chúng ta sẽ dùng brush tô nhẹ lên môi. Opacity chúng ta sẽ giảm xuống tầm cỡ 30. Sau chúng ta sẽ tô lên môi để giữ được dùng môi. Và chúng ta tô lên con mắt, lấy lại ánh sáng cho con mắt. Vậy là xong, chúng ta sẽ làm được mẫu da đen. Còn các bạn mà muốn mịn da thì các bạn phải retouch lại nha. Mình chỉ hướng dẫn làm mẫu da đen thôi. Cảm ơn các bạn đã xem clip của mình. Nếu các bạn thấy hay thì nhớ đăng ký subscribe kênh của mình. Cảm ơn các bạn rất nhiều.